Sau biết bao nhiêu lần bắt hụt khoảnh khắc cá đẻ, cứ cầm điện thoại lên quay clip là bọn nó giật mình bỏ chạy mất. Thì hôm nay mình đã thành công rồi các bạn ơi, quay được cận cảnh cá bay màu mẹ đẻ cá con ngay trong hồ luôn. Tua lại tối hôm đó, ngay khi phát hiện con cá mái này bụng quá to, mình liền quyết định tách đẻ ngay lập tức bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Các dấu hiệu tách đẻ đã quá rõ ràng trên con cá này. Bụng to bè ra hai bên, to hơn rất nhiều so với những con cá bình thường. Tụi nó sẽ có xu hướng núp góc để tìm chỗ đẻ. Vừa vớt ra hồ mới chưa đầy một phút, tiếc là mình không kịp ghi hình lại bởi vì nó rất nhát. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Sau những cú rùng mình, lần lượt là con cá thứ hai và thứ ba chào đời. Với đôi mắt to tròn đen nhánh, phần thân trong suốt, cá con có thể sống khỏe mạnh mà không cần cho ăn trong 1 tới 2 ngày đầu. Phần noãn màu vàng bên dưới bụng chịu trách nhiệm cung cấp dinh dưỡng trong khoảng thời gian này. Phải công nhận để bắt được khoảnh khắc cá đẻ cận cảnh là rất khó, bởi vì cá cực kỳ nhát, chỉ cần bật đèn, cầm điện thoại lên quay là cá bỏ đi liền. Mình đành phải chụp lồng đẻ vào và đợi tới sáng mai xem như thế nào.